Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ 6, ngày 21 tới tháng 1 năm 2022. Chúc quý vị và các bạn một ngày thứ 6, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, lại một lần nữa chú Bảy nói nhầm, nói lẫn, đã chọc vào ổ kiến lửa. Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ hai, sau khi chú Bảy kỷ niệm một năm ngủ trong tòa Bạch Ốc thì đã có kết quả, chú Bảy trong ánh mắt của hàng trăm triệu dân Mỹ như thế nào? Sau đây mời các bạn nghe chi tiết. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích đi, đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, nó liên quan tới chú Bảy cũng như là hàng trăm triệu dân Mỹ đã nhìn chú Bảy như thế nào trong 12 tháng vừa qua. Thì ngày 19 tháng 1, chú Bảy đã miễn cưỡng để đứng phát biểu một cái bài để kỷ niệm 12 tháng chú Bảy được ngủ trong tòa Bạch Ốc. Thì sau khi chú Bảy làm cái điều này thì đài CNN News có đưa ra một cái cuộc thăm dò, và cuối cùng thì họ đã có cái kết quả là hình ảnh chú Bảy trong ánh mắt trăm triệu dân Mỹ như thế này. Mời các bạn nghe nhé. Thứ nhất là có rất là nhiều cử tri họ nói tôi đã làm bỏ phiếu cho chú Bảy, tại vì trong lúc chú Bảy vận động tranh cử, chú Bảy đã nói, đã hứa rất là nhiều những cái điều hoa mỹ, mỹ miều, những cái điều tốt đẹp, và đã làm cho người cử tri người ta tưởng tượng được là sau khi chú Bảy lọt vào được tòa Bạch Ốc thì cái đất nước Mỹ nó sẽ như vậy. Nhưng cuối cùng thì nó không được như thế đó, mà nó lại tụt hậu xuống hơn cả cái thời tiền nhiệm. Rồi ví dụ như ông Patrick Sweeney, ông này 62 tuổi, sống ở ngoại ô Phoenix, ông ta nói như thế này: tôi rất là thất vọng với Biden vì ông ta không có làm một cái điều gì tốt đẹp cho đất nước Mỹ và người dân Mỹ. Bên cạnh đó, ông ta cũng không có kiềm chế được phe cánh tả trong đảng Dân Chủ của ông ta. Ông ta để cho ai muốn làm gì thì làm, đặc biệt là chủ tịch bệ lớp xe. Rồi đó là một người. Người kế tiếp là cái bà này tên là Marcia. Bà này là một nhân viên xã hội tại thành phố New York, cũng thuộc đảng Dân Chủ. Và bà ta nói như thế này: tôi đã từng miễn cưỡng bỏ phiếu cho Biden vì tôi nghĩ ông sẽ tốt, tại vì 50 năm cái con đường chính trị của ông ta và những cái lời ông ta hứa hẹn mỹ miều, nhưng rốt cuộc thì mỹ miều đâu không thấy, mà thấy là miều nhiều hơn mỹ. Rồi kế đến là một người nữa, người này đến từ, để coi coi, à đây đây đây, Olasapa. Và đây, người này là ở Canada sang Mỹ, và người này nói là tôi rất là thất vọng vì chú Bảy đã thu hồi giấy phép đường ống dẫn dầu Keystone khi mà mới vừa lọt vào được tòa Bạch Ốc, đã làm cho hàng triệu người thất nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt là xăng dầu lận đận lao đao và phải lệ thuộc vào cái nước khác đó. Thì chắc là người này là trong cái ngành dầu hỏa đó các bạn á. Nói tóm lại là như thế này, hàng trăm triệu dân Mỹ sau 12 tháng vừa qua dưới cái sự lãnh đạo tài tình và không có khả năng của chú Bảy thì họ đã nhận ra một điều là họ đã lầm. Những người đã từng coi như là chết sống với đảng DC cũng như là đã từng nghe lời chú Bảy thì bây giờ họ đã bắt đầu hát bài ca lầm tôi đã làm bỏ phiếu cho ông. Và cũng như là ông Paul cũng đã rất là thất vọng vì cái chuyện rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan của chính quyền chú Bảy. Nói tóm lại là hàng triệu triệu người dân Mỹ, người ta nói là thật sự thì ông này không có cái tài lãnh đạo, không có cái khả năng điều hành đất nước Mỹ. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Nó cũng là nhân cái ngày kỷ niệm 12 tháng chú Bảy ngủ trong tòa Bạch Ốc thì chú Bảy đã có một cái bài phát biểu để kỷ niệm, và chú Bảy đã nói một cái câu mà đã làm cho cái ổ kiến lửa bắt đầu sẵn sàng hành động. Và ổ kiến lửa đó là ai và họ sẽ làm gì nếu chú Bảy không chịu đính chính cái lời phát biểu của chú Bảy? Đó là Tổng thống Nga Putin, đó là nước Nga. Bây giờ thì nước Nga đang lồng lộn, nói chú Bảy là cẩn thận cái miệng của ông nhé, cẩn thận cái lời nói của ông nhé, đừng có tưởng chúng tôi dễ ăn hiếp. Sau đây mời các bạn nghe chi tiết nhé. Thì trong cái ngày 19 tháng 1,
trong cái cuộc họp báo nhân kỷ niệm một năm lên nắm quyền của chú Bảy, thì ông TT chú Bảy nói rằng Tổng thống Nga Putin sẽ động binh với nước Ukraine. Và sau đây là những lời phát biểu của chú Bảy: Nga sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ tấn công, và điều đó phụ thuộc vào hành động của họ. Nếu đó chỉ là cuộc động binh nhỏ, chúng tôi có thể giải quyết bằng lời nói. Nếu họ động binh mạnh thì đó sẽ là một cái kết thảm họa cho nước Nga. À, tức là ông Bảy ông nói như thế này: hiện tại bây giờ ông Bảy ông đang lên tiếng cảnh cáo nước Nga là ông Tổng thống Nga Putin chuẩn bị động binh với nước Ukraine, chuẩn bị đem quân qua đó để lấy nước Ukraine. Nhưng theo như cái người bộ trưởng ngoại giao của nước Nga thì cho biết như thế này là Nga không có ý động binh với nước Ukraine. Những gì mà họ đang dồn binh tới cái biên giới là trên lãnh thổ của họ, họ có quyền làm cái điều đó. Trong cái lãnh thổ của họ, họ có quyền đem binh đi bất cứ nơi nào. Nguyễn sao đừng qua lãnh thổ của người khác là được thôi. Cái chuyện họ đem binh tới biên giới giữa Nga và Ukraine là để tập trận, để huấn luyện, chứ không phải để đi lấy nước khác, đi chiếm nước khác. Và chú Bảy đã cáo buộc Tổng thống Nga Putin là một điều vô lý, không có hợp lý, hợp lệ. Và bây giờ thì đã làm cho tình hình vốn đã căng thẳng, bây giờ nó còn căng hơn thế nữa, và nó chuẩn bị đứt dây luôn. Cho nên ông Tổng thống Nga Putin đang lồng lộn vì cái lời phát biểu của chú Bảy. Và ông nói như thế này: không biết chú Bảy có biết mình đang nói gì không, không biết chú Bảy nói như vậy là nói cho vui hay là nói với cái mục đích gì, và không biết là chú Bảy đang nói như vậy là chú Bảy có hiểu chú Bảy đang nói những cái lời gì không. Và ông Peskov chỉ trích lời phát biểu của Tổng thống Mỹ, và ông ta nói là như thế này: không ngoại trừ trả đũa kịch liệt với những lời phát biểu của ông Bảy. Thì cũng như chúng ta đã biết, căng thẳng giữa Nga với phương Tây gần như leo thang tột bậc sau khi Mỹ, đặc biệt là chú Bảy, đã phát ra những cái lời coi như là làm cho tình hình nó càng dấy động thêm và căng thẳng thêm. Rồi sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi được cập nhật và chia sẻ những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy. Thì tôi được cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, liền bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo, Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác anh chị vào bên trong đó click vào cái đường link sẽ dẫn đến channel thứ hai, xem về nhà cửa, thức ăn, phong cảnh, cuộc sống người Việt ở Mỹ, xem cho vui, xem để biết. Nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm cái nút đăng ký và bấm cái chuông kế bên của cái channel thứ hai luôn để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel nha. Have a good day, have a good weekend. Bye bye.